Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin từ lời ông Lưu Bình Nhưỡng lật mặt trò lưu manh của bộ máy tư pháp thành phố Hồ Chí Minh. Mới đây trả lời báo chí về bản án 5 năm tù đối với cô giáo Lê Thị Dung, cựu giám đốc Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp, Giáo dục Thường xuyên huyện Hưng Nguyên, Hà Tĩnh, ông Lưu Bình Nhưỡng, Phó ban dân nguyện Quốc hội đã trích dẫn những trường hợp pháp luật quy định về thời gian giam giữ đối với bị can như sau: Việc bắt giam cô Dung một năm mới đưa ra xét xử, trong khi luật quy định thời hạn tạm giam bị can để điều tra không quá 2 tháng với tội phạm ít nguy hiểm, không quá 3 tháng với tội phạm nghiêm trọng và không quá 4 tháng với tội phạm rất nghiêm trọng và tội phạm đặc biệt nghiêm trọng. Lời trích dẫn luật pháp của ông Lưu Bình Nhưỡng. Vào ngày 5 tháng 5 vừa qua, giải thích cho lệnh tạm giam thêm 60 ngày với bà Nguyễn Phương Hằng, Tòa Nhân dân TP.HCM lý giải vì bà Nguyễn Phương Hằng là tội phạm nghiêm trọng nên tòa án cần 60 ngày để chuẩn bị xét xử. Đây là lời giải thích của phía chính quyền để bảo chữa cho lệnh gia hạn tạm giam mới nhất của họ. Tuy nhiên, theo trích dẫn pháp lý của ông Lưu Bình Nhưỡng, thì với tội phạm nghiêm trọng gia hạn tạm giam không quá 3 tháng. Thế nhưng, trên thực tế, Tòa nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã 8 lần gia hạn tạm giam và thời hạn gia hạn tạm giam lên đến, đến 1 năm. Vậy thì, ai chịu trách nhiệm cho trò gian lận tạm giam bừa bãi như thế này? Bà Nguyễn Phương Hằng, bị 8 lần gia hạn tạm giam. Vào ngày 24 tháng 3 năm 2022 khi đó, bà Nguyễn Phương Hằng đã bị công an thành phố Hồ Chí Minh bắt tạm giam 3 tháng. Đến tháng 6 năm 2022, viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh lại gia hạn tạm giam lần thứ nhất thêm 2 tháng. Vào ngày 18 tháng 8 năm 2022, thời hạn gia hạn tạm giam 2 tháng kết thúc, viện kiểm sát nhân dân ra lệnh tạm giam thêm 19 ngày với bị can Nguyễn Phương Hằng. Lẽ ra sau lệnh tạm giam này, hoặc là thả bà Nguyễn Phương Hằng hoặc là đưa bà Hằng ra trước tòa để truy tố thì cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh lại quyết định gia hạn tạm giam bà thêm 1 tháng 27 ngày nữa. Đến tháng 11 năm 2022, một lần nữa viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh lại tiếp tục ra lệnh tạm giam thêm 2 tháng đối với bị can Nguyễn Phương Hằng. Đến tháng 2 năm 2023, lệnh gia hạn tạm giam lần thứ tư hết hạn và viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh lại gia hạn tạm giam lần thứ 5 đối với bà Nguyễn Phương Hằng. Lần này, bà Nguyễn Văn Hằng bị gia hạn tạm giam 2 tháng đến tháng 4 năm 2023, lệnh gia hạn tạm giam 2 tháng lần thứ 5 hết hạn. Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục ra lệnh tạm giam bị can Nguyễn Phương Hằng thêm 19 ngày. Hết thời gian 19 ngày đến cuối tháng 4 năm 2023, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã gia hạn tạm giam 10 ngày đối với bà Nguyễn Phương Hằng với lý do để hoàn tất các thủ tục tố tụng đến khi thời hạn gia hạn tạm giam 10 ngày của 7 lần thứ 7 kết thúc thì tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh lại gia hạn thêm quyết định tạm giam lần thứ 8 với bà Nguyễn Phương Hằng, giam thêm 2 tháng để chờ xét xử. Đấy là quá trình các cơ quan tố tụng thành phố Hồ Chí Minh bất chấp luật gia hạn tạm giam nhiều lần đối với bà Nguyễn Phương Hằng với tổng thời gian và số lần tạm giam vượt rất xa so với quy định của pháp luật. Không ai có thể làm được gì để buộc các cơ quan tố tụng thành phố Hồ Chí Minh phải làm đúng luật. Luật quy định là thế nhưng chỉ cần chỉ đạo miệng từ bên trên thì cả bộ máy sẵn sàng đạp lên luật để thực hiện theo mệnh lệnh. Ông Phan Văn Mãi là quan chức duy nhất bị bà Phương Hằng nhắc tên. Sau đó, bà Hằng bị bộ máy tư pháp thành phố Hồ Chí Minh gia hạn tạm giam đến 8 lần. Ông Lưu Bình Nhưỡng là người mang lời nói chính trực với mục đích là làm cho hệ thống tư pháp tốt hơn. Nhưng khổ nỗi một con én không làm nên mùa xuân trong xã hội mà toàn những kẻ ăn theo nói leo như hiện nay câu chuyện tuân thủ luật pháp đối với quan chức Đảng Cộng sản là điều xa xỉ. Họ nghe theo lệnh mới được xem là thức thời. Ở Việt Nam muốn làm chính trị thì phải biết khom lưng. Ai ai cũng khom lưng trước quyền lực thì một con người dám đứng thẳng như ông Lưu Bình Nhưỡng. E rằng đối với họ, ông Lưu Bình Nhưỡng là người dị tật mất. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin từ lời ông Lưu Bình Nhưỡng lật mặt trò lưu manh của bộ máy tư pháp thành phố Hồ Chí Minh. Sơn Tùng muốn xâm lược Mỹ và Mr. Đàm xưng đế, kẻ ảo tưởng, người vĩ cuồng. Mới đây, nhạc sĩ Quốc Trung nói thẳng rằng tham vọng Mỹ tiến của Sơn Tùng chỉ là ảo tưởng. Nhạc sĩ này nói, các nghệ sĩ của Thái Lan, Singapore, thị trường âm nhạc của họ đã vượt chúng ta nhiều năm mà còn chưa làm được việc tiến Mỹ tiến. Thì nghệ sĩ Việt Nam không thể từ trên sao hỏa rơi xuống mà nghĩ có thể làm cho được. Nhạc sĩ Quốc Trung nói, nói lời thẳng thắn đây là một lời nhận xét thực tế bởi sau thành công vang dội của việt nam ca sĩ sơn tùng vừa ra mắt sản phẩm âm nhạc hoàn toàn bằng tiếng anh trước đây cũng đã có nhiều nhạc sĩ nghệ có tham vọng mang âm nhạc của mình ra nước ngoài trong đó có ca sĩ thanh lam và kết quả là nhận lấy thất bại nỗ lực của họ như quảng vào khoảng không vô định để bước ra thế giới việt nam cần sự nỗ lực của nhiều người trong một thời gian rất dài cần một sự chuẩn bị để mà phát triển bền vững với tầm vĩ mô, tầm chính sách quốc gia chứ không phải ước muốn của một vài cá nhân mà có thể làm cho được. Trong khi đó, âm nhạc Việt Nam đang đi theo con đường dễ dãi, hàng kém chất lượng thì nhan nhản, với lại trình độ thưởng thức âm nhạc của người Việt Nam dường như rất khác người Mỹ. Đó là một thực tế. Cách làm nhạc của Sơn Tùng là nhại lại những tác phẩm đã ăn khách từ xưa đến nay, sản phẩm âm nhạc của Sơn Tùng vẫn như thế. Và lần này tác phẩm âm nhạc hoàn toàn bằng tiếng Anh với mong muốn chinh phục thị trường Mỹ cũng là tác phẩm bị đánh giá là hàng nhái. Nhiều khán giả cho rằng phần đầu ca khúc của Sơn Tùng này giống với bài hát của French phát hành 6 năm trước. Ngay cả khán giả Việt Nam mà có chút tìm hiểu thì họ không chấp nhận được sản phẩm của Sơn Tùng thì Sơn Tùng khó có thể mỹ tiến thành công cho được. Làm hàng nhái nhưng muốn xâm lược thị trường âm nhạc Mỹ là hoang tưởng. Vào năm 1997, ca sĩ Indonesia Anggun bất ngờ có bài hát lọt vào top của MTV và nổi tiếng khắp nơi trên thế giới. Bài hát có tên là Snow and Sahara, tức là hát thuyết tuyết trên sa mạc Sahara. Bài hát được hãng Columbia thu đĩa thu âm và hãng Sony, tức công ty âm nhạc giải trí của Sony phát hành. Bài hát được phát bằng 3 thứ tiếng Anh, Pháp và Indonesia. Bài hát này không những nổi tiếng ở châu Á mà nổi tiếng cả ở châu Âu và Mỹ, nơi hai người được cho là có trình độ âm nhạc phát triển cao ở lục địa. Đấy chỉ là những trường hợp cá biệt, điều đang nói là ca sĩ Angul là ca sĩ được thế giới đánh giá cao, trong đó có hãng Sony. Không phải ngẫu nhiên mà một hãng thu âm lớn như Columbia nhận thu âm và hãng Sony phát hành đĩa đơn này. Thực sự, đứng được trên thị trường âm nhạc thế giới là cả một vấn đề, giống như vị trí địa lý Việt Nam và Mỹ thì vị trí thị trường âm nhạc Việt Nam với thị trường âm nhạc Mỹ cũng cách nhau cả một đại dương. Nhiều ca sĩ Việt Nam tự xưng nhưng hãy nghe họ hát và so sánh với những ca sĩ của thế giới thì thấy rất rõ khoảng cách quá xa. Và thực tế âm nhạc Việt Nam cũng là sản phẩm mà người Việt khó tính cũng không muốn nghe thì nói gì đến người Mỹ đầy. Đàm Vĩnh Hưng làm phim xưng đế cho thấy ca sĩ này mắc bệnh ảo tưởng rất nặng. Ảo tưởng đến mức vĩ cuồng. Sơn Tùng thì không đến mức vĩ cuồng như Đàm Vĩnh Hưng nhưng rõ ràng Sơn Tùng cũng ảo tưởng. Nguyên nhân chỉ cho thấy hảo quang của mình đang có mà không thấy vị trí thực sự mình đang đứng. Thị trường âm nhạc Việt Nam ngày một thêm hỗn loạn. Muốn mỹ tiến thì đấy là quyền của ca sĩ, bởi nói cho cùng, đấy cũng là tiền của chính ca sĩ tự bỏ ra. Việc mỹ tiến cũng hay, có thể Sơn Tùng cứ mỹ tiến để rút ra bài học cho bản thân, và đấy cũng là một cơ hội để ca sĩ thấy được vị trí thực sự mình đang đứng thay vì chỉ thấy hào quang của mình đang có. Nếu âm nhạc của Việt Nam đang bát nháo, thị trường âm nhạc thì cứ mãi nằm ở phân khúc thấp. Không biết Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã làm gì mà chất lượng nền âm nhạc Việt Nam mãi lẹt đẹp, đẹp như thế. Đẳng cấp còn thấp so với các nước khác trong khu vực, chỉ có ảo tưởng là lớn hơn mà thôi. Âm nhạc dưới bàn tay của chế độ Cộng sản cũng chỉ đến như vậy. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin Sơn Tùng muốn xâm lược nước Mỹ và Đàm Vĩnh Hưng sừng đế, kẻ ảo tưởng, người vị của. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo chấm